Bạn đã xem qua quá trình tạo nên một trái thạch dừa với giá hơn 30.000 như thế nào chưa? Đây là một hộ kinh doanh gia đình nhỏ. Góc tường phía sau chất đầy những trái dừa tươi ngon. Những công nhân ở đây đang thực hiện những bước xử lý đầu tiên. Chỉ cần nhìn những hình ảnh đơn giản này thôi cũng thấy rất thư giãn. Kỹ thuật dùng dao điêu nghệ của anh ấy, nhẹ nhàng cắt bỏ lớp vỏ cứng dày của trái dừa. Ông chủ ở đây vốn là một người bán nước dừa lâu năm. Từ lúc trẻ đã dựa vào trái dừa để kiếm sống. Cũng may việc kinh doanh rất thuận lợi. Sau này lại cưới được một cô vợ vô cùng xinh đẹp. Nhưng vì công việc của anh ấy thường xuyên không ở nhà, nên vợ anh ấy đã nói với anh ấy rằng, hay là mở một tiệm bán thạch dừa. Như vậy có thể dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Cũng là một cách kiếm tiền khác từ trái dừa. Nói không chừng lại thu về lợi nhuận cao hơn so với việc chỉ bán dừa tươi. Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với vợ. Từ đó bắt đầu nghiên cứu sản xuất thạch dừa. Sau khi cắt bỏ đi lớp vỏ dày ở phía bên ngoài, còn phải khéo léo để tạo hình giống như thế này. Như vậy nhìn trái dừa sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Phía dưới giữ lại một chút vỏ cắt thành hình trụ để làm đế. Cuối cùng là rửa lại với nước sạch. Sau khi hoàn thành các bước xử lý vỏ ngoài, số dừa này được đưa đến bộ phận nấu thạch. Đầu tiên dùng dao cắt một đường nhỏ phía trên cùng của trái dừa, đổ hết phần nước dừa vào nồi. Những thao tác này được tiến hành vô cùng thành thục. Ở đây đa số đều là công nhân nữ. Bọn họ thường là người nhà của ông chủ. Số còn lại là hàng xóm sống ở xung quanh. Có được một công việc không quá vất vả. Với mức thu nhập trung bình cao, nếu như hình dạng trái dừa không được đẹp, họ sẽ tiến hành xử lý lại một lần nữa, cho đến khi đạt được một độ đẹp nhất định. Sau đó sử dụng một con dao chuyên dụng, lấy hết toàn bộ số cơm dừa ở bên trong ra. Bước này cũng cần có một sự khéo léo nhất định. Số cơm dừa này không được bỏ đi, một phần nhỏ vẫn giữ lại bên trong trái dừa. Sau đó xếp gọn chúng lên bàn. Phần cơm ở đầu bị cắt cũng được tận dụng triệt để, không để lãng phí bất cứ thứ gì. Sau đó lấy hết chỗ cơm dừa đã được cắt ra, bỏ ngược lại vào trong những trái dừa. Phải đảm bảo lượng cơm dừa được chia đều vào mỗi trái. Sau đó đổ phần nước thạch, thêm một ít bột thạch trắng và mật ong vào trong nước dừa, trộn đều các hỗn hợp lại với nhau. Dùng một chiếc cốc nhỏ, đổ hỗn hợp vào từng trái dừa. Từng trái dừa được đổ đầy phần thạch, vì trong đó có bỏ sẵn phần cơm dừa, nên cần dùng một chiếc muỗng để trộn đều lại một lần nữa, để cho một phần cơm dừa nổi lên trên. Sau khi hoàn thành công đoạn này, để tiết kiệm thời gian, họ sẽ dùng quạt để thúc đẩy quá trình đông lại của thạch. Sau khi đã hoàn toàn đông lại, sẽ bọc chúng lại bằng một lớp màng bọc thực phẩm. Một là để tránh bụi, hai là để giữ độ tươi ngon của thạch, cuối cùng là dán tem thương hiệu lên trên, bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Với giá bán ra là 1,5 đô tương đương với hơn 30.000 đồng. Mức giá này được xem là khá rẻ. Mỗi ngày bán ra khoảng 500 trái, doanh thu một ngày cũng không hề nhỏ. Bạn có muốn thưởng thức nó không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua họ trai tai tượng rồi đúng không? Chính là loại vỏ sò có hình dạng xấu xí này, nhưng lại là loại thực vật trong diện bảo tồn cấp 1 của quốc gia. Vỏ ngoài xù xì và rất dày, có thể đem đi mài và làm thành trang sức như vòng tay, được xếp vào loại trang sức có giá trị cao. Sau khi tách mở lớp vỏ ra, bên trong là một lớp thịt dày và khá mềm. Đưa vào miệng không cần nhai có thể nuốt luôn, giống như một miếng thạch hoa quả vậy. Lượng protein trong thịt cũng vô cùng phong phú, lại có tác dụng làm đẹp và bồi bổ cơ thể. Chính vì có những ưu điểm này, nên chúng thường bị săn bắt trộm, thậm chí những tiệm hải sản ở Nhật Bản còn buôn bán công khai mặt hàng này. Một con trai tai tượng như thế này có giá trị lên đến khoảng 150 đô la, tương đương với hơn 3 triệu Việt Nam đồng. Vậy tại sao Nhật Bản lại dám công khai mua bán mặt hàng này? Có nhiều người cho rằng nó không phải là trai tai tượng, mà là một loại ngao khổng lồ. Hơn nữa trai tai tượng chủ yếu sinh trưởng ở vùng xích đạo của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vùng biển của Nhật Bản không thể nào săn bắt trai tai tượng được. Rốt cuộc loại động vật vỏ sò này có phải là trai tai tượng hay không? Chúng ta cùng nhau xem sự khác biệt của chúng với loại ngao thông thường nhé. Trai tai tượng là một trong những loại vỏ sò có kích thước to nhất, còn được gọi là sò vương. Vỏ ngoài có những đường cong hình lượn sóng, viền ngoài giống như vết răng cắn, có một khoảng cách giữa hai bên vỏ, nên không thể khép kín hoàn toàn. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của nó, cũng là cách phân biệt trai tai tượng rõ ràng nhất. Vậy còn ngao khổng lồ thì sao? Chúng ta có thể nhận thấy lớp vỏ ngoài của nó nhẵn mịn hơn, mặc dù bị bao phủ một lớp hải tảo dày, nhưng cũng có thể nhìn ra được vỏ ngoài của ngao khổng lồ khác xa so với trai tai tượng. Hai bên viền vỏ của chúng cũng không có đường sóng lượn như trai tai tượng, phần miệng vỏ có thể khép kín hoàn toàn. Cách phân biệt hai loại này hoàn toàn có thể dựa vào quan sát bằng mắt thường. Vì vậy cho nên loại vỏ sò được buôn bán tại chợ ở Nhật Bản chính là trai tai tượng. Vậy không phải trai tai tượng đã được liệt vào động vật được bảo tồn hay sao? Người Nhật Bản tại sao vẫn buôn bán công khai, còn làm thành món sashimi? Vấn đề này phải nói đến độ mặt dày của người Nhật Bản. Các bạn chắc cũng đã xem qua những tin tức như vậy rồi. Người Nhật Bản cố tình vi phạm đánh bắt cá ngừ vây xanh và cá heo, bị lên án bởi Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thế giới. Bọn họ còn tự nhận rằng mình không phạm pháp. Đánh bắt cá heo là một trong những hoạt động truyền thống của địa phương. Vì vậy bọn họ muốn giữ gìn phong tục này. Dựa vào logic này của người Nhật Bản, bọn họ cho rằng trai tai tượng sinh sống ở vùng xích đạo của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, còn họ đánh bắt chúng ở Hokkaido. Vì vậy nó không phải là trai tai tượng mà chỉ là một loại ngao khổng lồ thôi. Đối với những cách nói này,
nhiều người cho rằng bọn họ không biết xấu hổ. Có người lại ủng hộ cách nói này. Không biết các bạn có cảm nhận như thế nào, hãy bình luận cho mình biết với nhé.